Hello, 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 hello everybody, welcome to Hell với KT. Xin chào bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell với KT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game con này tên gì quên mẹ nó rồi. Võ Lâm Chí Tôn. Phiên bản mà Hell thấy pre nhiều nhất ha. Ok. Ôi, nãy chơi Thiếu Lâm đi. Thiếu Lâm thấy ngon nè. Hổm gài toàn chọn hệ quả và chơi cái bang không các bạn ơi. Ui, cái bang rồng thì bao đẹp rồi, nhưng mà đánh cái bang cái cũng ngán ha. Ok, đi qua Thiếu Lâm. Thiếu Lâm trưởng đi ha. Thiếu Lâm. Ôi, Thiếu Lâm này đâu nhận nữ, phải chơi nhân vật nam. Ok. Rồi, vô game. Ôi, có ông nậu nào đặt mạ đó cái tên của mình rồi. Trời, chú nhanh tay nhanh chân quá. Trời ơi, ok. Rồi, không đụng hàng nha bộ. Rồi, ui, đông thế. Cái gì vậy? Ông nội này bán cái gì mà vợ ngon nè. Ôi, trang bị à. Áo cà sa 40 bạn, 20 bạn của nữ nha. Ủa, Thiếu Lâm đi tu cũng được nữ nữa hả? Ôi ơi. Ôi, phiên bản mà bán nhiều đồ vậy là game có bộ đông người chơi này nha. Ôi, rất nhiều mấy ông ơi. Ôi, tôi tưởng một miếng thôi, ai ngờ ui, một nùi. Wow. Ôi, game ấm rồi, rất đông người bán đồ là rất nhiều người chơi. Bởi vì có cung thì chắc có cầu, mà có cầu thì chắc chắn sẽ có cung. Ok, ôi ơi. Ok, rồi. Đi gia nhập môn phái cái nào. Đợi tí, ta ra ta nhập môn phái. Ôi, khoan, từ từ. Để đi nhận đồ cái. Nhận đồ, ở đâu rồi ta? Đến cho thông tin server cái nha. Đây. Võ Lâm Chí Tôn GS1 Mobi khai mở S4 vương cấp vào 19 giờ ngày 12 tháng 1 2023. Siêu phẩm dân cài tặng quà nhiều nhất 2024. Tải game tại GS1 Chí Tôn .mobi nhóm group Zalo nè hả. Rồi đây, feed code VIP gửi đến các đại hiệp. VIP 120 lên level nhanh, set trang bị kim phong, trang bị hồng ảnh, một ngựa tân thủ vĩnh biển, 6 phiếu bạc 10 vạn, quyền tinh 43, đại bạch cầu hoàng, 1400 ngũ hành hồn hạch, một tiên thảo lộ 1 giờ, 2 hần thành phù 7 ngày, thông tin server. Tập hợp 11 môn phái vang danh cái bang Võ Đan Hiếu Lâm Đường Môn Côn Luân Nga Mi Hí Yên Ngũ Độc Hoa Sơn Thiên Vương Thiên Nhẫn. Nói không với hút máu cái kẹo cái này anh em tự đọc nha, anh ta đi kiếm code cái đã. Kiếm nãy giờ chưa thấy cái code các bạn ơi. Sự kiện nhận code. Để nhận ngay code anh em chỉ cần like, share, comment. Một thẻ đổi tên, 2 bình tiên hảo lộ, 500 ngũ hành hồn hạch, 1 phù hành phù, 1 thần hành phù hẹn sử dụng 3 ngày, 2 nguyền tinh 4, ok, wow. Đấy, ôi, thấy code rồi, code nhập đâu à, lễ quan, 3 hùng, nhận hỗ trợ tân ủ nè. Ôi, có đồ không bộ? Thôi lộn rồi. Cái túi là vô đây. Vẫn chưa thấy gì các bạn ơi. Thấy ông lễ quan rồi. Đậu phòng đường đây, fit code. Nhận quà. Đó, ngựa. Ôi, trang bị một nồi. 10 giây nó mới mặc được hả? Ôi trời ơi, trang bị liền. Tên 75%, ngựa 100%. Đó là lý do tại sao chúng ta nên nhận ngựa trước đi, rồi hãy nhận code trước đi, rồi hãy chạy vòng vòng nha. Đó, chạy vòng vòng làm chi. Ủa mà cái phiếu này nó không có kiểu như là
gọi là sao ta, quên mẹ nó rồi, nó không có phím tắt nào để bấm nó hả ta. Ôi trang bị hồng ảnh này, đây, ôi 4 món anh em ơi, ngon, trời ơi có cái này lực chiến lên liền luôn à. Ôi nhưng mà tài phú vẫn chưa lên các bạn ơi, từ từ, trời mấy con này hôm bữa tôi có nghiên cứu rồi. Ôi nhưng mà cho nguyên tinh, cho ít viên nguyên tinh một đi để đập vũ khí đồ lên chứ. Trời ơi, nguyên tinh 3, nguyên tinh 4. Ok, Mỹ lấy ngũ hành hồng hạch ra, Mỹ luôn, tí dắt các bạn đi đập ấn luôn ha. Đấy, hướng dẫn tận tình vậy đó. Ông nào chưa biết chơi thì nhớ xem video. Được thì cho heo xin 2-3 cái like, 4-5 cái like gì ha. Thiếu Lâm thì đây, Thiếu Lâm, thấy anh Thiếu Lâm rồi. Đó, có ngựa, xôi. Có ngựa chạy băng băng liền, xếp lại cho gọn rồi, ok. Rồi, đây, về môn phái. Nào, bu đông đông vô, đây rồi. Ủa, ôi, trưởng môn xa thế. Ok. Qua nạp đầu nè mấy ông. Ôi, nạp đầu là được ngựa mới nè. Ôi, ngựa tân hữu. Wow, tài phú 1.255. 250. Ngựa mình méo có tí tài phú nào hết á. Ít ngựa quá ngựa sao quên rồi ta. Hỏi đồng. Dạ, yeah, nhiều đồ đấy. Ôi, online nhận quà nè bộ. Ây, này ngon, ta đang kìa tìm mấy viên quyền tinh 1 luôn. Ủa nhưng mà, ủa nãy giờ mình online lâu rồi mà tôi vẫn chưa nhận được quà. Quế ngoa tủ, ôi, kim nguyên bảo, ủa lộc đá. Nào, trời, có bao giờ tôi vô đây đâu. Ôi, nhận nào, ngày 1. Ok, đúng thứ chúng ta cần luôn. Đây nữa, đăng nhập 7.000, nhận đá 7 đồ các kiểu. Ê, mình lên level vậy. Ôi, quà level. Nào, chưa bao giờ ta vô đây ta nhận quà luôn. Rồi, đó. Đang thao tác nhanh quá hả. Rồi, thì từ. Gia nhập môn phái. Ok. Rồi cho ta cái ấn nào. Ngũ hành hồn ấn. Ok. Rồi hoạt động thi đấu. Ok, nhận ra gì, kỹ năng 190. Ủa là kỹ năng 90. Nào, kỹ năng 90. Chưa học Thiếu Lâm đao dịch cân kinh. Ủa, vừa cho chưa? Ngươi đã nhận kỹ năng rồi. Đâu kỹ năng đâu. Ôi, 3 cuốn à. Ok, sử dụng. Ok, sử dụng chứ để làm gì bộ. Đây gì đây. Bao tai. Món của mình ngon hơn. Ủa tách ra được không ta. Nón mình cũng có nè. Nón mình xịn hơn ha. Ủa. Cái này cũng mình cũng có. Mình cũng xịn hơn. Cái này cái gì ạ. Lễ bao à, dùng nhận được gì ạ? À? Ủa, nhận được gì bộ? Thấy gì đâu? Bạn chắc muốn sử dụng lễ bao tân hữu. Được mấy bình rượu. Úi dồi ôi. Có tiền thế. Đăng nhập thăng cấp. Ok, nhận lại. Ôi, cái này ngon nè bộ. Ok. Cái này nửa tháng là khác. Online hãy quay ra phần thưởng đóng tab gì, chưa quay ra phần thưởng hãy đóng tab và mở lại. Nào, đây là tới lúc chúng ta về hành để cường quá ấn. Hành thị biển kinh tướng dương đi, lên tài phú nhìn cho nó đẹp hơn các bạn ơi. Đâu rồi cái ông mà đi tôi quên cái ông đó làm gì rồi. Sa phu hợ rèn. Ủa tìm hợ rèn ở đây. Giả tẩu lại tủ lầu. Bán ngựa lực bỏ
Ủa? Giả luyện đại sư. Chú ấy sẽ luyện đồ cho các bạn. Ok, chú ấy lấy đồ rẻ lắm, giá rẻ lắm, giá học sinh, sinh viên lắm. Cái này là gì đây? Đao pháp hả? Côn pháp, quyền pháp. Mục đích của mình vào đây là để học quyền pháp mà. Ê, nhưng mà mỗi thứ mình học một cái thôi anh em ơi. Để ra tôi coi kỹ năng nào đẹp cái đã. Xác định, ok. Nào, chú nào, phân giải nguyền tinh cấp cao. Ui, tách nguyền tinh từ trang bị thân cấp ngũ hành hồn ấn. Đâu rồi, ấn ta đâu rồi? Đây, đặt lên. Đặt lên, đặt lên. Ồ, được 1.300 hả? Đường quá, ok. Ui, tài phú chỉ có ấn là lên nhiều nhất. Ghép nguyên tinh, phân giải, tách vật phẩm lấy nguyên liệu. Nào, cái này tao cần nè. Cái này đặt lên, đặt lên, đặt lên tiếp. Không, mấy cái này không cần. Chỉ chọn một vật phẩm muốn tách. Chỉ tách được một vật phẩm thôi. Rồi, đem cái đầu này đi. Vật phẩm khóa không thể tách nữa. Đồng. Mở khóa trang bị coi. Đặt lên. Bạn phải cần chìa khóa như ý mới mở được hả? Ôi rồi ôi, kỳ trân cát. Nào, kim nguyên bảo khóa này không coi. Rồi, tao không biết cái đó đâu luôn. Nào, rồi, đi ra đánh một ít... đi về... Ba Lăng Nguyện đi, hồn. Ba Lăng Nguyện, ok, Ba Lăng Nguyện. Nào, đó, bây giờ đi test thôi. Nào, đi ra ngoài này, hoặc là đi lên trên này luyện công đúng không? Nhớ là đâu đây có cái chỗ luyện công nè. Cọc gỗ, nào, đi lên cọc gỗ đi. Đánh mấy cái cọc thì nó còn đứng yên cho mình đánh ha. Đây, thiết lập tai, hàng long hợp bát trưởng. Rồi cái gì đây, sư tử hống. Rồi long chảo hủ gì nè. Ok. Ủa sao nhiều vậy? Đạt ma hộ thể gì rồi hoành chảo. Đó là côn bổng rồi. Cái này là đao pháp nữa. Ok, bác nhận. Đây rất nhiều luôn. Nào, ôi cái này là, ủa đánh trên ngựa được hả ta? Đó, trưởng ra rồi đó, nó, ok. Chảo này chảo hường mấy ông ơi. Đao, mình không sử dụng đao, mình không sử dụng côn. Ủa trưởng về thôi đó hả? Chù chà, mày cái này, đây. Đánh người chung, tự BK, hỗ trợ, tự nhận vật phẩm. Đánh quái, đây. Búp cái này lên trước. Bất động minh vương. Sư tử hống. Rồi không, cái kia. Đây, đạt ma độ, ok. Nào, đó, lên, nổ liền, nó. Sư tử hống, nó. Rồi. Rồi, phạm vi đánh quái rộng lên 1.000m. Ok. Đó, giờ là bao rộng luôn. Đó, nào. Bây giờ muốn thì đổi không? Nhìn vậy là phải kỹ năng 150 nó mới đánh rộng các bạn ơi. Đó, ok. Ê, ủa nãy sao mình không cường quá cái... mình chưa đeo ấn vô nữa. Nãy quên cường hóa cái cây vũ khí là vật phẩm vô. Đây có nguyên tinh rồi. Trời ơi, quên mất đi. Thôi, để đeo cái ấn vô cái đã. Đó, rồi, đeo cái ấn vô cái lên siêu phàm liền nè ha. Đó. Ok, giờ mình đổi đi. Để coi đánh bổng đi. Bổng thì... Đánh
ở đây chúng ta chuyển sang đây, Hoành Tảo Thiên Hạ. Ok, đánh yếu vậy ta. Búp liên tục hả? Dạ, tốn mana dữ bộ. Mà đánh thấy không có hiệu quả nha. Kỳ vậy. Để ta đổi môn võ khác các bạn ơi. Đây. Côn pháp không được thì mình xài đao pháp. Đúng rồi. Mình xài đao pháp đi các bạn ơi. Đao, đao. Đao là võ tướng chạm. Ok, lưu. Nó sẽ không đánh được đâu. Đó. Thôi khoan, để ta tắt cái này đi. Đó, nè. Ủa, đánh xa được mà bộ. Ú là trời. Đậu phòng đường. Đâu, coi đánh là cây côn coi. Ừ, côn đánh dở nha. Côn đánh không ngon nha. Đổi là cây đao ơi. Mà heo nghĩ là đem cây đao lên trước. Đó. Lưu thiết lập. Chọn qua cây đao. Nào, nào, đánh đây. Ủa? Đó, đúng rồi, trời ơi, đó, đó, hiểu lầm đau là đây chứ đâu các bạn ơi. Đó, ok ha, game free cho chúng ta rất là nhiều luôn các bạn ơi. Và game có vẻ là rất đông người chơi nha. Ui, tao kìa, tao thấy nó ngồi ở ngoài ba lăng nguyện một đống là thấy đông lắm rồi. Rồi, link thì heo sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha. Anh em nào có chơi thì có thể... tải về tìm hiểu thêm nha. Giờ chắc tôi về thành thị cái đã. Phượng tường đi. Để đi cường quá cái trang bị này lên. Coi nó lên được bao nhiêu. Giờ phải đi tìm nữa. Giả luyện đại sư. Liên ấn lợi bao. Tầng lăng trụ trì. Ôi, không thấy cái ông giả luyện đại sư đâu luôn. Rồi, ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Về chỗ cũ quá.